Bạo lực ở trận Lazio, Roma với 4 thẻ đỏ, Mourinho lại bị đuổi. Tối ngày 10 tháng 1, giờ Hà Nội, trọng tài rút 4 thẻ đỏ, có Jose Mourinho, còn các cổ động viên đối đầu nhau khi AS Roma thua Lazio 0-1 ở tứ kết Coppa Italy. Mattia Zaccagni ghi bàn duy nhất trên chấm 11m đầu hiệp 2, giúp Lazio hạ Roma trong trận Derby della Capitale. Tuy nhiên, những sự cố xảy ra xuyên suốt trận đấu mới là điểm nhấn. Trước khi màn thư hùng bắt đầu, cổ động viên hai đội đụng độ nhau trên khán đài. Rắc rối nổ ra khi hai nhóm cổ động viên tham gia vào các cuộc đụng độ đầy bạo lực trước trận. Họ liên tục ném pháo sáng về phía đối phương, Daily Mail mô tả. Những lời chửi bới thường xuyên được nghe thấy kèm với nhiều tiếng nổ lớn phát ra tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Cảnh sát buộc phải can thiệp để ổn định tình hình. Trận đấu nhiều lần bị gián đoạn. Pháo sáng, bạo lực và những màn ẩu đã trên sân làm vỡ vụn trận đấu, The Sun viết. Khi Eduardo Bover của Roma trên đường rời khỏi sân để nhường chỗ cho đồng đội ở phút 76, anh trở thành mục tiêu của các cổ động viên Lazio. Một chai bia được nhìn thấy bay thẳng vào đầu cầu thủ 21 tuổi. Trên sân, sức nóng không ngừng tăng lên khi trận đấu càng trôi về cuối. Phút bù giờ thứ 5, Pedro khơi mào cho cuộc ẩu đả. Anh gây hấn với thủ quân Gianluca Mancini và nhận hai thẻ vàng liên tiếp. Đến phút bù giờ thứ 11, Sada Aimao bị truất quyền thi đấu vì tát vào đầu Nicolo Rovell. Đây được coi là hành vi cực kỳ phi thể thao. Tới lượt Mancini bị đuổi khỏi sân vì xúc phạm trọng tài Daniele Osato sau tiếng còi mãn cuộc. Trọng tài điều khiển trận đấu rút 3 thẻ đỏ liên tiếp chỉ trong vòng 5 phút. Ngay cả huấn luyện viên Jose Mourinho cũng bị phạt thẻ đỏ vì lỗi phản ứng. Việc Lazio loại Roma bằng bàn thắng gây tranh cãi trên chấm 11m khiến Mourinho tức giận. Chỉ trong 4 ngày, người đặc biệt bị đuổi 2 lần. Trong 2 mùa gần nhất, cựu huấn luyện viên Chelsea nhận tới 6 thẻ đỏ. Kết thúc trận đấu, cảnh sát được tăng cường để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. Trong ảnh, một cổ động viên Lazio bị khống chế khi đang cố gắng chế nhạo đối phương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.